Vàng giảm mạnh, để lại nhiều trader đu đỉnh ở 1840-1850. Chứng khoán Mỹ tụt không hồi kết sau cuộc họp của Fed. Giá dầu tiếp tục tăng bất chấp kỳ vọng giảm của trader. Tổng thống Nga Putin thừa nhận tiềm năng của Bitcoin. Và đó là những tin tức chính mà mình sẽ chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Enforex, mình là Diệu Anh. Và như thường lệ thì ở trong bản tin tài chính được đăng tải vào mỗi thứ năm hàng tuần của Enforex, mình sẽ cập nhật những thông tin liên quan tới thị trường cho các bạn. Như thường lệ thì Diệu Anh sẽ bắt đầu cập nhật cho các bạn về DXY, chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Chúng ta sẽ bắt đầu với những nhận định về phân tích kỹ thuật trước nhé. Như các bạn đã thấy, đây là đồ thị của DXY ở khung thời gian D1. Giá hiện tại vẫn đang trong trend tăng khá bền vững. Động thái suy giảm điểm trong tuần trước thực ra chỉ là một nhịp hồi về test lại khu vực đỉnh cũ ở mức 94,75, chứ không phải là một tín hiệu đảo chiều xu hướng như là nhiều trader đã dự báo. Và đến thời điểm hiện tại thì sau khi phục hồi từ khu vực này, giá sẽ gặp kháng cự tại mốc 96,91. Đây chính là đỉnh cũ gần nhất ở hiện tại và mốc điểm 97,60 là cạnh trên của trend tăng này. Còn ở trong khung thời gian H1, là một người chuyên phân tích kỹ thuật thì anh Minh trong buổi livestream vào lúc 20 giờ 30 phút tối ngày hôm qua đã đưa ra nhận định đúng về đường đi của DXY cũng như là thông báo trước đến mọi người về quyết định của Fed. Và việc giảm giá mạnh của vàng là hoàn toàn được báo trước, không có gì quá bất ngờ. Dù anh và anh Minh sẽ theo dõi rất sát phản ứng giá của DXY ở các khu vực này để cập nhật về tình hình giá vàng sớm nhất cho mọi người nhé. Và sau đây là những tin tức chính trong phiên giao dịch ngày hôm qua có ảnh hưởng đến DXY. Kết thúc cuộc họp chính sách trong 2 ngày 25 và ngày 26 tháng 1, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, cơ quan lập chính sách của Fed, thông báo giữ nguyên mức lãi suất ở 0-0,25% như là dự đoán trên thị trường. Thông báo sau cuộc họp của FOMC không nêu mốc thời gian cụ thể, nhưng các dấu hiệu cho thấy việc tăng lãi suất có thể diễn ra sớm ngay từ tháng 3. Fed đề cập đến vấn đề việc làm gần đây tăng vững chắc bất chấp sự xuất hiện của biến chủng Omicron đẩy số ca nhiễm mới hàng ngày lên cao kỷ lục. Fed cũng tái khẳng định kế hoạch chấm dứt việc mua trái phiếu vào tháng đó trong khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell cam kết sẽ là một cuộc chiến bền vững để chế ngự lạm phát một cách quyết liệt. Kể từ cuộc họp chính sách cuối cùng của Fed vào tháng 12, Powell cho biết lạm phát không hề thuyên giảm, nó có thể đã trở nên tồi tệ hơn một chút. Đây sẽ là một năm mà chúng tôi rời xa chính sách tiền tệ có tính thích ứng cao mà chúng tôi đã áp dụng để đối phó với những tác động kinh tế của đại dịch. Các chiến lược gia của TD Security nhận định tâm lý thị trường vẫn còn mong manh, do đó bất cứ thông tin nào liên quan tới quá trình thắt chặt định lượng đều có thể ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ. Trước khi tiếp tục video ngày hôm nay thì có một thông tin mình muốn nhắc lại mọi người vì có rất là nhiều các bạn có hỏi mình. Thì ở thời điểm hiện tại, như các bạn thấy ở trên màn hình thì mình có hai nhóm. Thì đầu tiên như mọi người thấy ở trên màn hình là nhóm Private, và ở đây thì là cái nhóm mình sẽ gửi thông tin đến cho mọi người về những loại hàng hóa, ví dụ như là tiền với lại vàng. Cái đặc điểm của nhóm này sẽ là phù hợp cho những cái bạn mà có ít thời gian dành cho thị trường, nên là cái mức TP nó sẽ đạt được xa hơn so với cái nhóm mà đánh ngắn mà mình sẽ nói ở sau. Và hiển nhiên ở trong cái nhóm này thì mức stop loss nó sẽ xa hơn một chút. Và ở trong này thì ở trong thời điểm hiện tại thì mình đã triển khai việc gửi thông tin cho mọi người bằng những con bot. Tất cả cái này dựa trên thuật toán của mình ở trên thị trường, và nó sẽ đưa cho mọi người những cái thông tin mà mình cảm thấy nó rõ ràng hơn. Ví dụ là cặp tiền gì, buy ở đâu, sell ở đâu, TP ở đâu và SL ở đâu. Và cái ưu điểm của nó có thể hoạt động 24/7, kể cả buổi sáng, buổi chiều hay là buổi đêm nó sẽ đều có hoạt động được. Và đi kèm với nhóm Private thì nhóm của mình sẽ phục vụ cho việc đánh ngắn và siêu ngắn. Thì cái nhóm này sẽ có đánh những cái loại hàng hóa có biến động cao, ví dụ như vàng và Bitcoin. Và cái đặc điểm của nhóm này là take profit sẽ rơi vào tầm khoảng từ 15 đến 20 pip và cao nhất là khoảng tầm 30 pip. Và cái SL nó sẽ gần hơn, thì cái này sẽ phù hợp cho những bạn thích trải nghiệm những cái đánh ngắn và những bạn có nhiều thời gian để giao dịch ở trên thị trường này. Và để tham gia hai nhóm này, mình nhắc lại là tất cả đều hoàn toàn miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì bạn thể vào YouTube của Enforex và vào bất cứ một cái video nào ở trên YouTube và ở trong cái phần mô tả dưới video đó, thì mọi người có thể bấm vào phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới. Và mình nhắc lại, tất cả đều là miễn phí. Và tất cả nhóm này mình lập ra không có mục đích gì hơn ngoài việc là giúp cho các bạn có cái thêm thông tin về thị trường mà mình hy vọng là sẽ đem lại được những cái thông tin đúng cho các bạn để các bạn tham khảo. Và rất là mong sẽ được đồng hành cùng các bạn ở trong thời gian tới. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung chính của video chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo thì mình sẽ cập nhật những thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ lại giảm điểm trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ tư vừa qua sau khi mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương có nhiều dư địa để nâng lãi suất.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones đã giảm gần 130 điểm, tương đương giảm 0,4%, còn 34.168,09 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này tăng hơn 500 điểm, nhưng quay đầu sụt giảm sau khi có phát biểu của ông Powell. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, còn 4.349,93 điểm. Chỉ số Nasdaq gần như đi ngang, chốt ở mức 13.542,12 điểm. Nhiều cổ phiếu của Microsoft tăng 2,9% sau khi công ty đưa ra báo cáo tài chính quý 4 năm 2021. Ngoài cuộc họp của Fed, nhà đầu tư cũng quan tâm tới kết quả kinh doanh của Microsoft và nhiều doanh nghiệp khác. Cổ phiếu Microsoft kết thúc phiên tăng 2,9% sau khi đại gia công nghệ này thông báo doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích, đồng thời công bố dự báo kết quả kinh doanh tương lai khả quan. Trong buổi sáng 26 tháng 1, nhiều cổ phiếu công nghệ đồng loạt đi lên theo Microsoft nhưng rồi lại hạ nhiệt sau khi cuộc họp báo của Chủ tịch Fed. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Boeing giảm 4,9% sau khi hãng chế tạo tàu bay này công bố dòng tiền kinh doanh dương lần đầu tiên kể từ năm 2019, nhưng đồng thời hạch toán khoản chi phí trước thuế 3,5 tỷ USD vì chậm bàn giao dòng máy bay thân rộng 787 Dreamliner. Tính từ đầu năm tới nay, Nasdaq đã giảm hơn 13% và chìm sâu trong vùng điều chỉnh. S&P 500 cũng giảm 8% so với đầu năm và mất gần 10% so với đỉnh lịch sử. Dow Jones mất 6% trong gần một tháng qua. Như vậy thì giờ anh cũng đã cung cấp cho mọi người thông tin liên quan tới DXY và thị trường chứng khoán trong video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp sau để cập nhật về thị trường vàng, dầu và Bitcoin nhé. Và nhớ là vào chủ nhật 20 giờ hàng tuần thì anh Minh sẽ có buổi livestream để đưa ra phân tích cũng như là nhận định cho tuần tới nữa nhé.